Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim ở Ohio. Đầu tiên tức là lần đầu gặp cảm thấy như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì gặp thì thấy Linh là một người cũng khá là trầm chứ không giống như trên hình. Thì xong rồi lúc đó gặp Hoàng thì thôi giờ đó là cứ nói tên thân thiện đi. Đậu. Đậu thì lúc đó gặp Đậu thì là Đậu mới đi diễn về. Có bao giờ nghĩ về già sẽ sống cùng nhau không? Không má hơn nè. Không má hơn nè. Không má hơn nè. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh channel của Kim Ohio. Vâng, và đã tiếp tục series chú dịch ở nhà bạn thân. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ quyết định làm một cái tập đặc biệt lần đầu tiên của hai đứa luôn. Đó chính là Q&A. Các bạn không hứng thú lắm. Thì ok, nhiều câu hỏi mọi người ơi. Cũng không nhiều lắm đâu. Thì tụi mình đã chuẩn bị sẵn 10 câu hỏi về tình bạn. Và lần đầu tiên là Linh và Kim sẽ trả lời thật lòng những câu hỏi này. Và chúng mình sẽ bắt đầu thôi. Khoan xí mọi người, nhìn rồi. Làm gì? Uống nước. À đúng rồi, tụi mình có chuẩn bị cái phần nước hôm qua mình đã cực lắm đó mọi người. Linh đã cố tâm làm, có rất dốc lòng làm cho Kim thì hôm nay chắc phải sợ quá. Đây là một thứ nước gọi là nước để tóc của mọi người, thì sợ không có gì ghê gớm đâu. Thì tập trước Linh cũng đã có quay cho mọi người thấy là Linh ép nước gì như thế nào. Thì bây giờ là Linh sẽ ép Kim uống cho bằng được. Thì nói chung là chắc là cũng muốn tốt cho bạn thôi, nhưng mà nó hơi khó uống nhưng mà phải uống. Biết là tốt cho bạn hay là hại bạn nữa. Nó nghe cái mùi thôi là cảm thấy kinh khủng rồi. Trong cái nước này á mọi người, là có chắc là có những bạn chưa có coi tập trước hay là coi rồi á, thì mình nhắc lại, cái nước này là cái nước thần thánh, sẽ giúp cho giảm cân và để tóc có thể, bao gồm có cần tây, dưa xôi, dưa leo và táo. Dùng táo để dằn lại những cái kia để cho mọi người dễ uống hơn. Không biết có dễ uống chưa, để uống thử coi nó đạt dễ uống chưa nha. Một cái ba đô nha. Một, ủa là phải uống một lần đúng không? Ừ, đúng. Một, hai, ba, đúng. Có thể nào chia ra ngoài được. Ống hút nó bự hơn mình mọi người, nó uống lẹ quá. Ừ. Ngon không? Chết mẹ. Vì sắc đẹp. Thôi nhưng nói chung là nó cũng không ghê như mình nghĩ, nhưng mà thật sự nó vẫn ghê lắm rồi. Cái vị cần tây mà đặc biệt là cái vị dưa leo. Thôi nói chung là thôi mình tập trung cái cần tây đi mọi người. Mình đến với câu hỏi đầu tiên nha mọi người. Ấn tượng đầu tiên tức là lần đầu gặp cảm thấy như thế nào? Giờ ai là người lên trả lời trước? Thôi mình trả lời trước đi. Phải trả lời trước hả? Thôi quả nó xì đi. Quả nó xì. Hai đứa hiểu nhau quá. Quả nó xì. Tao hiểu mày á. Nó xì cũng thua đó. Ấn tượng đầu tiên thì mình và Linh thì chơi chung với nhau cũng đã được chính xác là chắc cả gần 5 năm. Thì lần đầu tiên mình gặp á, thật ra thì mình là kiểu dây mơ rễ má chứ không phải là hai đứa có một cái môi trường mà để gọi là để làm bạn liền, tức là quen qua một cái người bạn thôi. Thì Linh là bồ của bạn gái của thằng bạn mình. Thì lần đầu tiên mình gặp thì kiểu cảm giác là bạn gái của thằng bạn mình mà mặc dù cũng không thân với cái thằng bạn đó lắm, nhưng mà nói chung là cũng rất là muốn biết là lần đầu tiên thì thằng này nó dẫn bạn nó tới ra mắt mình, bạn gái nó ra mắt mình, thì mình sẽ có cảm giác là để coi con nhỏ này như thế nào mà thằng bạn mình phải thích rồi quen đúng không. Thì cảm giác lúc đầu mấy đứa gái mà khi nào gặp nhau sẽ là ghét nhau trước, thì mình chứ không ghét nhưng mà cảm giác là mình cũng rất là hơi xét nét rồi con này như thế nào. Thì đầu tiên gặp thì thấy Linh là một người cũng khá là trầm chứ không á giống như trên hình. Thì Linh rất là nhìn rất là thoải mái, nhưng mà bên ngoài á thì Linh khá là trầm tính, không phải là mới gặp là nói chuyện liền được. Thì kiểu lúc đầu mình không có kiểu chảnh chẹ cũng chảnh chẹ, không có muốn nói chuyện trước. Thì nhìn thấy Linh thì cũng chào xong rồi kiểu cũng ngồi coi các bạn này sao, thì thấy cũng cố gắng hòa đồng với nhóm, mình thấy cũng nhỏ này cũng cố gắng, nhưng mà vẫn cảm thấy là chắc nhỏ này mình không chơi gì với nó đâu. Đó, cái đó là ấn tượng đầu tiên của tao, hiểu rồi mày. Đó rồi tiếp đi Linh. Ấn tượng đầu tiên cũng là bữa đó luôn đúng không? Đúng rồi, cũng là ngay cái ngày đó luôn. À, thì là lần đầu tiên Linh gặp cái nhóm bạn của chồng Linh hiện tại. Thì chồng của chồng Linh hiện tại thì
nói chung là nói tới chồng thì cảm thấy mình dè 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 rồi sao tiếp đi đó thì cũng ngại cũng e dè nhưng mà xong rồi lúc đó gặp Hoàng thì thôi giờ nói là cứ nói tên thân thiện đi Đậu, Đậu thì lúc đó gặp Đậu thì là Đậu mới đi diễn về cái xong rồi nhưng mà Đậu bước lên chỗ ăn đó với cái gọi là mặc cái quần xà lỏng của nhà thằng bạn đó tại vì không có Đậu mặc đầm ngắn đâu không có ngồi đất được cái lên mới nói cả hơi kỹ luôn ủa cái con nhỏ này nó mặc đồ kỳ ta ở trên mặt cái đầm còn ở dưới là mượn cái quần xà lỏng đúng rồi có nghĩa là đóng thùng cái đầm đó mọi người trời ơi sai lạ sao thấy kỳ quá mới mượn cái áo ba lỗ mà đúng rồi cái xong rồi ok thì thôi mình ngồi mình cũng không nói chuyện với ai nhưng mà ấn tượng đầu tiên kiểu ồ nhỏ này ca sĩ ha ờ nhìn cũng bình thường rất là xấu hả ta ừ kiểu lúc đó là Đậu chưa niềng răng cho nên là Đậu lúc nhìn Đậu không có đẹp như bây giờ đó cho nên là lúc đó nghĩ làm nhỏ này là ca sĩ hả ta thì vậy thôi chứ không có xét gì hết tại vì lúc đó không có thân cho nên đúng là rồi, không có suy xét bất kỳ cái gì hết thì về phía ta thì ta sẽ suy xét xem xét mày hơn đúng không đó xem mày ta nha đó, đó. Vậy thôi hả ừ vậy là cũng được cũng hiền á bây giờ qua câu thứ hai đi đây câu thứ hai là hai người từng nghĩ sẽ kết thúc tình bạn bằng việc cãi nhau không okay. Để coi câu này là có đó có một, thì cũng có một lần hai đứa cãi nhau rất là lớn xong rồi cái nghĩ là lần đó xong chắc nghĩ là nghỉ chơi nhau luôn rồi nhưng mà không ngờ thì mình đó giờ mình chưa có thói quen không có thói quen là mình sẽ xin lỗi hay là mình giải thích về một câu chuyện nào hết mình để mà thứ nó tự nhiên nhưng mà lần đó thì không biết sao động lực nào mình quyết định là sẽ soạn cái sớ dài như vậy nè đó để gửi cho Linh nói ra hết tâm tư tình cảm xong rồi lúc đó Linh cũng rép làm cái sớ dài như vậy rồi xong tự nhiên hai đứa nói chung chịu chơi lại với nhau lúc đầu thì cũng hơi sững sượng nhưng mà kiểu là khi mà đã cố gắng nói ra hết rồi thì nó cũng không còn muốn bận gì hết thì nó cũng chơi lại với nhau tới bây giờ và không còn cãi nhau giống như cái đợt đó nữa rất là xàm. Câu này Linh trả lời giống Đậu nha cho nên là Linh cũng phải trả lời là đúng rồi. Ok vậy là đã từng có suy nghĩ ra kết thúc tình bạn vậy bữa nào cãi nhau nữa là kết thúc tình bạn luôn á kết luôn á mọi người tới câu thứ ba đi rồi câu thứ ba chính là kể điểm tốt và xấu của nhau nhiều nhất là mỗi cái là 3 điểm còn ít hơn thì không biết nói sao nói có nhiều điểm nhiều nha từ tiên đúng không luật này bạn ơi à là luật luôn hả rồi điểm tốt của Linh chính là Linh rất là rất là đối xử tốt với bạn bè hết lòng với bạn bè cái thứ hai nữa là Linh nấu ăn rất là ngon rồi cần gì nữa không ta thôi qua điểm xấu trước đi để rồi còn lại điểm tốt nếu có rồi điểm xấu chính là Linh là một người rất là thẳng tính hơi dữ dằn một chút xíu chứ không phải là kiểu hiền hậu gái bánh bèo nha không có đâu rất là men rồi mặc dù bề ngoài nhìn rất bánh bèo cái thứ hai là điểm xấu nữa là cái gì ta ngoài chuyện dữ dằn ra thì Linh còn rất là đôi khi hơi nóng tính tại vì thì dữ mà nó sẽ đường đi theo cái hướng là nóng tính cục xúc và nói chung đó Linh thì chỉ có những cái tính đó thôi xấu tốt đó phân biệt rõ ràng trắng hay trắng đen đen nói chung là Linh là người rất là thẳng tính nhưng mà đối xử với bạn bè rất là tốt đó tại vì hết rồi còn điểm tốt nói quay lại nói mà thì đó nếu có rồi rồi ok Đậu thì Linh thấy điểm tốt của Đậu là không có điểm tốt điểm xấu là sao biết vậy thôi nhắn đi nói chứ Đậu á là nói chung là cũng biết quan tâm bạn bè lắm kiểu khi mà bạn bè buồn thì cũng nếu mà đặt nếu Đậu có thời gian Đậu vẫn sẽ dành thời gian cho bạn bè để ok đi cà phê tâm sự hay gì đó rồi điểm tới thứ hai là cũng biết chuyện nhà bếp núc này kia cũng giỏi cũng là kiểu phụ nữ gia đình chứ không phải là kiểu mà mấy em tin girl hay là chị Châu đòi đúng không ủa nói vậy là mấy đứa tin girl chị Châu nói vậy là mấy bạn tin girl vô dập chết cho nên là hai đứa nói chung là cũng hợp nhau lắm tại vì nấu ăn ngon cho nên là vô bếp ok hết chị bếp núc đó thì phụ nữ gia đình đứa này đám kia đứa kia phụ nọ vậy vậy thì đó giống như hôm qua hết điểm tốt qua điểm xấu rồi điểm xấu là rất mướn bướng bỉnh à đúng bướng cực kỳ bướng biết cách biết cách chat đầu tiên của tao là gì không tao quan tâm lắm nói chung là bướng lắm mọi người kiểu như là không có nghe nói gì chưa tao khuyên gì kệ tao luôn mặc kệ mọi người khuyên như thế nào mình vẫn làm theo ý mình luôn dù là mình đúng hay sai luôn sai vẫn cố chấp luôn điểm xấu thứ hai chùm trễ giờ mọi người cái này là ngày hội post hay gì vậy trời ơi mỗi lần là Linh nói là alo 15 phút nữa tao tới nhà mày nha Linh tới nhà xong rồi Linh phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì Đậu mới từ trong phòng Đậu bước ra. Là đang hẹn bạn đi uống cà phê ví dụ vậy. Alo mày tới chưa? Tao đang tới nè, rồi mới đang tắm đó là mới đi tắm thôi chứ chưa luôn. Mà cái này thật sự luôn là mình tới nhà là mới thấy thì trong nhà tắm bước ra thôi. Chứ không có chưa thay đồ chưa gì hết luôn. Đó.
Rồi nói chung là nhiêu đó thôi. Mong là bạn có thể sửa đổi những tính này nha mọi người. Đó. Ok, hồi đó vẫn còn ít. Đó, ok, ok. Thôi dạo qua, coi tiếp theo đi. Nói tiếp theo nha mọi người. Kể tên những món ngon đã từng ăn mà cảm thấy thật sự là thích của đối phương nấu. Những món ngon mà Linh Trinh nấu cho Kim ăn á thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà tại vì nhà Linh là bán cũng đẹp dài xíu, nói chung là nhà Linh là bán bánh mì rất là nổi tiếng ở khu quận 10. Đường gì? Đường Hòa Hảo. Hòa Hảo bánh mì Kim Dung. Đúng quảng cáo rồi bị đặt. Thì bánh mì nhà Linh rất là ngon luôn đó. Các bạn nào có dịp á hả, qua ghé qua thì hãy ủng hộ nhà Linh nha. Thì có cái món pate siêu ngon luôn. Cho nên là rất là thích pate nhà Linh nè. Rồi Linh thì nấu trà sữa cũng ngon, nói chung là món nào nó cũng ngon hết. Nhưng mà vẫn thích nhất là lúc mà được ăn cái món đầu tiên qua nhà mà Linh kho đồ chay cho Kim ăn á, thì tôi thích món đó nhất. Lần đầu tiên được ăn cơm gia đình dùng với Linh đó, thích món đó nhất. Còn Linh thì ngày trước á là Đậu có bán thức ăn online và Linh rất là thích cái món đó của Đậu bán, nhưng mà nó không bán nữa. Là món gì, chỉ là đơn giản là mì gói, mì gói trộn thôi với lại gà cay và trứng ốp la. Cái đợt mà hot gà cây phô mai đó. Đúng rồi. Hồi xưa thì mình cũng phải là trang trải cuộc sống, mình cũng bán mà Đậu làm rất là ngon mọi người. Đậu có bí kíp về nước sốt rất ngon. Bữa nào tôi sẽ làm cái tập mà quay trở lại. Đúng rồi, đó. Quay trở lại với món đó. Thì bà Đậu có bán kèm với một món nữa là trà sữa lại. Nấu ở nhà rất là ngon. Ngon cực kỳ. Công thức bí kíp của chị bạn. Mẹ của Đậu là bạn của Linh. Đó, ngon lắm mọi người ơi. Nói chung là hôm nào thì nếu mà Đậu có thời gian, Đậu sẽ quay một tập để mà nói về cái món ăn đó, hướng dẫn mọi người làm. Thật sự không có khó làm nhưng mà ăn rất là ok. Vẫn nhớ tới giờ luôn, lâu lắm rồi. Xong rồi cả thứ năm nha. Coi cả thứ năm này có đặc biệt nha. Ui, con này hay nè, con này hay nè. Nếu là con trai thì có yêu một người giống bạn mình không? Trả lời đâu có trả lời không mọi người, cái này là thái độ bình thường thôi mọi người. Ok. Vậy thì tôi cũng phải trả lời trước. Ok, tôi nói sự thật luôn. Thì nếu mà là con trai thì nghĩ sao vậy? Tất nhiên là phải tất nhiên là mình sẽ cưới một người mình sẽ yêu một người giống bạn mình rồi. Tại vì về cơ bản thì một người bạn gái như vậy là quá hoàn hảo, dù biết chuyện đảm đang chuyện nhà mà còn giỏi việc nước nữa. Tức là Linh là một người ngoại giao rất là tốt. Đó giờ mình chơi chung với tất cả bạn bè thì Linh là một trong những người mà mình cảm thấy là cái mối quan hệ Linh là người tạo được mối quan hệ với xã hội rất là tốt luôn. Kiểu là trong lĩnh vực nào Linh cũng có những người bạn về lĩnh vực đó để mình có thể tìm lời khuyên cũng như là sẽ giúp đỡ. Nói chung là Linh là một người, nhưng mà mình phải có cái mối quan hệ tốt với xã hội thì người ta mới giúp đỡ mình, đúng không? Thì bởi vậy đó là mình thấy cái chuyện mà mối quan hệ của Linh, cách cư xử trong cuộc sống của Linh rất là tốt, nên mình nghĩ là nếu mình là con trai thì cũng chắc là cũng cho Linh cơ hội đó. Dư quá. Còn Linh hồi nãy Linh lắc đầu thiệt á mọi người. Linh nghĩ là chắc Linh không quan trọng nổi đâu. Tại vì Linh nghĩ là Linh không phải là một người đủ kiên nhẫn để mà Linh có thể chiều chuộng Đậu được. Tại vì khi mình dễ ẹt đúng sao á. Làm bạn thôi nha, là nhiều khi cũng đã muốn điên cái đầu rồi. Thì mọi người nghĩ khi mà làm bạn trai thì Đậu sẽ bướng hơn và tiểu thư hơn gấp nhiều lần với bạn. Không hề nhìn không có tiểu thư ở đây không phải là kiểu mà cọng độc lá vàng ổng mèo, mà tiểu thư ở đây có nghĩa là em vậy là vậy, em phải vậy vậy vậy, cái là cứng đầu. Xin lỗi mọi người, Linh không thể chịu được. Tại vì Linh cũng phải, Linh không có đủ kiên nhẫn để mà Linh đi theo. Bản chất đâu phải là cái em ơi đừng có giận anh nữa, em ơi thôi mà đừng có buồn anh nữa. Mấy đứa con gái ngoài nó cũng y chang như vậy mà. Mọi người yên tâm đi, Đậu sẽ thay đổi và kiếp sau Linh hên xui mọi người. Tức là kiếp này á. Ok mọi người, khá lắm Linh à. Ok thôi, qua câu số 6 đi. Nghĩ như thế nào về công việc của người còn lại? Công việc của nhau đúng không? Thì công việc của Linh đó là cái công việc mà hồi đó Đậu cũng rất là thích. Đậu rất là thích kiểu buôn bán. Kim rất là thích kiểu buôn bán đồ ăn. Nên mình cứ ước là gia đình mình là một cái dạng gia đình có truyền thống gia đình bán đồ ăn á. Thì đó, thì mình gặp ngay Linh luôn, là một cái đứa bạn mà gia đình bán đồ ăn rất là lâu năm và rất là nổi tiếng luôn. Mình thấy là công việc của Linh cũng rất là thú vị. Mặc dù Linh thì đôi khi là Linh hay nói là không biết là mình có theo nghề của gia đình được lâu hay không, nhưng mình cảm thấy là cái công việc của Linh hiện tại rất là hay. Nói giỏi, nói tiếp được cái truyền thống của gia đình nè. Và đặc biệt là cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng rồi nữa. Thì mình cảm thấy là mình rất là thích cái công việc của Linh. Nếu mà đổi lại, cho mình đổi lại, thật sự nhiều khi mình cũng rất là muốn thử một lần được giống như Linh. Trong chung là ổn định đó mọi người, kiểu như là nó cũng ổn định đó, cứ bắt đầu này bình khác. Đúng rồi. Mình có muốn phát triển nó thì phát triển, nhưng mà mình vẫn đang rất là ok kiểu vậy. Còn Linh thì ngược lại, thật sự Linh không phải là một người thích những cái gì quá nổi tiếng. Linh rất khó khăn để mà lôi Linh lên thật sự trên đây luôn. Trời ơi, phải nói là được những cái clip này là một cái sự khó khăn của Kim đó mọi người, cho nên là mọi người phải thương Kim đi. Phải khó khăn lắm đó. Nói chung là cũng phải trả vào 7749 cái app cái ải. Rồi sao? Nói chung là cái này Linh cũng chia sẻ thật. Thì Linh thấy cái nghề mà hiện tại Kim làm thì Linh cảm thấy là nó không có thực tế. Nó không có thực tế ở đây có nghĩa là từ tuổi nghề. Tuổi nghề ở đây có nghĩa là sao? Thì
mình không thể nào mình trẻ hoài đẹp hoài được. Ấy là ý mà nói tao có tuổi rồi hả? Ừ, dạng vậy á, kiểu như là mình không thể nào mà sắc đẹp mình cứ vẹn toàn như vậy hoài được để mà duy trì cái nghề này. Thì sữa tiền đâu sữa, nếu như không thành công đúng không? Nếu không có tiền thì nếu như thật sự mà Kim nổi tiếng đi thì ok, thì đối với Kim chuyện đó sẽ không là vấn đề. Nhưng nếu mà trong cái nghề này thì có nhiều cung bậc, sẽ có lúc này lúc kia và sẽ có nhiều drama nữa, cho nên là Linh cảm thấy cái nghề này rất là mệt ốc, mà Linh không có, Linh bản thân Linh thì Linh không có thích những cái nghề này. Nhưng mà đây là đam mê của Kim, thật sự là Kim rất là thích làm ca sĩ thì từ trước tới giờ luôn rồi. Thì thôi ok, thì giờ bạn bè thì Linh vẫn ủng hộ, miễn sao Kim đi đúng con đường mà Kim chọn và không lệch một chút nào. Linh mong là Kim sẽ không bị biến chất. Nói chung là giờ vẫn còn chơi non, là nó chưa biến chất rồi. Còn khi nào hết chơi là Linh quay clip riêng Linh nói luôn á mọi người. Trời. Ok, mình sẽ qua câu tiếp theo, câu số 7. Có bao giờ nghĩ về già sẽ sống cùng nhau không? Không má hơn nè, không má hơn nè, không má hơn nè. Chồng con bỏ cho ai ở chung? Không được, Linh phải ở chồng Linh, bạn ơi, mọi người ơi. Linh không thể nào bỏ. Tính là tao phải trả lời trước đúng không? Thôi, quên, xin lỗi mọi người. Đây, đây, dạ tới Kim, Kim ơi trả lời đi Kim. Thật ra mình tính là trả lời là có. Tại mình tính là đu bám Linh suốt đời. Tại vì Linh là vừa nấu ăn ngon mà dọn nhà cũng giỏi nữa. Đã vậy còn rất là biết chăm sóc người khác. Thì nói chung là tao cũng chẳng bị sẵn tinh thần rồi Linh. Em lại chị. Nói chung là ở cũng được. Thì Linh cũng có nói chồng Linh á, là thí dụ mà sau này hai đứa có nhà riêng á, thì cho tao góp ở hay không, có xây cho Linh một cái phòng riêng để mà dù bạn bè Linh có bị buồn, bị thất tình, bị chồng bỏ, bị chồng giận hay gì thì qua ở. Best bản thân. Nói chung là ở thì Linh vẫn tiền khách sạn đúng không? Vẫn tiền khách sạn đúng không? Kiểu Airbnb á mọi người. Đó là được luôn nè. Nhưng mà 3 đêm thôi nha mọi người. Phải quay về với gia đình đi nha, chứ không có chứa đâu nha. Tao ế tới già thì sao? Không, cái đó thì ở mình đi, không hay nuôi á. Bây giờ sẽ qua câu số 8. Ok. Thích cái gì nhất ở đối phương? Ví dụ như bề ngoài hay là tính cách. Nói chung là tất cả những gì mà liên quan tới đối phương á thì thích cái gì nhất? Không thích gì hết. Biên xu. Thôi đó là trả lời. Giỡn đây đã hỏi thì người ta cũng sẵn lòng trả lời là thích bề ngoài á. Thì thật ra thì lúc đầu mới gặp Linh á thì mình thấy là, nếu mà trên hình á thì mình thấy là Linh là một cái tiếp người kiểu giống hơi mấy chị mà ở bên Tây á, kiểu nhìn Linh hơi tay tay, không cách trang điểm cũng tay tay, mặc dù là cái nét mặt thì là chuẩn châu Á, nhưng mà cái cách trang điểm thì lại hơi tay tay mấy chị như kiểu kỳ quá, kiểu Asian American. Thì cũng rất là thích cái kiểu cái bề ngoài của Linh, tóc tai cũng đẹp, nói chung nhìn rất là nữ tính, nhìn rất là lady đó. Còn về tính cách thì thích cái điểm nhất của Linh là đó, Linh rất là biết đối nhân xử thế nè, nói chung là một người rất là biết điều. Thì bị nhấn mạnh. Không, nói chung là Linh rất là dễ thương về tính cách. I'm the best. Thôi được rồi má, tao mới cho mày lên chút xíu, đạp mày xuống bây giờ. Rồi, thích gì tao? Trời. Thích gì á? Ủa, bạn thích gì ở mình vậy bạn? Linh biết, là... Linh biết cho nên Linh không có đánh mình chứ, ngoài là nó giết mình rồi. Nói chung là với đầu á, ở bề ngoài á, thì Linh thích nhất là sau khi niền mọi người. Sau khi niền là một con người khác luôn. Mọi người phải nhìn thấy đầu lúc chưa niền kìa, gọi là thay đổi hoàn toàn một sắc mặt luôn. Chắc bữa nào phải làm một cái tập về quá trình niền răng tôi đã trải qua như thế nào. Ai mà không biết chắc nghĩ là đậu sữa mũi hoặc là đậu động cầm, nhưng mà thật sự không có. Cái hàm niền nó rất là ảnh hưởng, cho nên là nhìn giờ khác hẳn luôn. Chung là để thích đặc biệt hôm nay rất là đẹp hay không? Dạ không, cái này gọi là nói chung là thích bề ngoài thì ok, lại giờ là thích cái mặt của nó nhất. Tại vì Linh hình rất là vô sếp phải không? Rồi còn về tính cách á thì Linh thích đậu là đậu thẳng tính giống Linh vậy. Ok, ghét là nó ghét. Trắng đen rõ ràng. Trắng đen rõ ràng, mày không có xám. Hai đứa này không có đi màu xám mọi người. Một là trắng, hai đen. Được thì chớ cũng được thôi, dạng vậy đó. Trời, dữ quá, nhìn dữ quá, sau đây lỗi. Sau cái clip này chắc là mọi người sẽ sợ Kim ô hay ô lắm mọi người ơi. Ok, mình qua câu tiếp theo đi. Ok, câu gần cuối sẽ là, cái câu gần cuối này sẽ là: nếu như nghe ai đó nói là đối phương chơi xấu mình thì bạn sẽ xử lý ra sao? Khá là drama, khá là drama đi. Thì hay là câu này Linh trả lời trước lần đi. Tới Linh, trả lời trước đi. Ủa mày đã buồn dưới thương nhau hả? Thì có trả lời trước đi. Nếu mà Linh á, thì Linh sẽ có hai luồng suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên là Linh sẽ nghĩ người kia đang muốn gì mà tại sao đi nói với Linh vậy. Tức là không vội tin. Linh không có tin. Và cái thứ hai là Linh sẽ suy nghĩ mục tiêu mà bản thân của Linh làm vậy vì cái gì. Có được gì không? Tại sao ta lại làm vậy với mày? Đúng rồi. Thì ngay lúc đó Linh sẽ trả lời người đó là ok, cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà chắc là Linh sẽ về và Linh xem xét lại. Chứ Linh không tin một ai hết. Linh không tin cái người đó và Linh cũng chưa hoàn toàn tin bản thân Linh luôn. Nhưng Linh không có trách. Có thể là Linh về,
ok, Linh tại vì Linh chắc chắn Linh một người về, là Linh mà giao Linh mà giao Linh bỏ mời mọi người Linh bỏ mời đúng không, Linh không đi chơi luôn mọi người đó. Nói chung là giỡn thôi, thì nói chung là Linh sẽ về, thì tất nhiên cái người mà nói lại với Linh chắc chắn là có ý đồ gì đó không đúng rồi, người ta muốn cái gì người ta mới dạy. Nhưng mà đối với Linh thì có lẽ là người đó sẽ không quan trọng trong cuộc đời Linh, cho nên là Linh cũng không quan tâm. Và điều đầu tiên là cho nên là Linh cũng không cần thiết là có sợ người ta buồn hay không, thì tức là cái người đó hay là ta người đó cho nên là Linh sẽ về, ví dụ Linh nhắn tin cho đậu vậy là cái hoặc là Linh hẹn ra có phải vậy vậy không, kiểu có phải vậy vậy không, có phải mày làm vậy tao không, cái này là tao đang nghe một người khác nói mà tao cũng chưa tin, nhưng mà tao không tin, nhưng mà bây giờ ok tao tôn trọng mày cho nên là tao hỏi mày thì mày phải nói thật với tao. Tức là cái sự tin tưởng có vẻ là sẽ nghiêng về tao hơn đúng không? Đúng rồi. Tại vì nếu mà cái người kia thật sự mà nó muốn hại là nó mới làm như vậy, chứ nếu nó là một người bạn tốt là nó sẽ giảng bài cho hai người chứ nó không đi nói xấu người này. Chính xác, khá lắm. Thật sự một la cho bạn đó lý do tại sao mà đậu nói là Linh đó nhìn xinh thế là tốt của mọi người. Cái là trên màn ảnh anh giết trong tiền rồi, ở ngoài á là đâm lại luôn mọi người. Đó mà giao Linh về, Linh mà giao thôi dễ tao nha. Thì nếu mà là Kim thì Kim sẽ sồn sồn lên trước các mọi người chắc luôn. Cái cảm giác đầu tiên á thì khi mà mình cảm giác nghi một người khác chơi mình á thì mình sẽ sồn lên, nhưng mà ai á thì mình sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng cái đó là ai đó Linh ơi, chứ nếu mà là người ta nói về mày, nó làm người ta đối xử với ta vậy á, thì ta sẽ cũng có suy nghĩ giống như Linh. Thì Kim sẽ đầu tiên là xem cái ý đồ, coi cái người kia cái sự chân thật của người kia khi mà nói về câu chuyện đó, nó có thật sự là thật bao nhiêu phần trăm. Thứ hai là mình sẽ tìm cách làm sao để gặp Linh và giải quyết luôn về cái vấn đề đó, tại vì nếu nhanh nhất có thể, đúng tại rồi. Vì không nên để quá lâu. Và tại vì khi mình giải quyết trực tiếp face to face kiểu là ba mọc lời như vậy á, thì mình vừa biết được là bạn mình thật sự có cái sự tin tưởng của hai đứa và cái mối quan hệ của hai đứa thật sự còn tốt hay không nè. Rồi một phần nữa là mình cũng coi được cái người kia, cái ý đồ của người kia tại sao lại muốn phá hoại cái tình bạn bè của mình nữa, đúng không? Tại vì thật sự nhiều khi á, chơi thân với nhau sẽ có những cái là mình không có đồng ý cái đối phương cái tính đó, nhưng khi mình không nhìn ra được. Đôi lúc mình vô tình mình đi than thở với một người khác, nhưng mà người ta lại nghĩ là mình đang nói xấu cái cớ đó để người ta phá hoại, chứ người ta không có nghĩ là mình đang cần tâm sự. Mình rất là đồng tâm hiệp lực xây dựng một tình bạn tốt mọi người ơi, đừng có để ai bắn sau lưng mọi người nha mọi người. Bắn lên trước thì được đó, các bạn vậy hay lắm Linh ơi. Yes rồi, tới câu cuối cùng. Ok, thế bây giờ là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu cuối cùng thì chắc là đó là lý do tại sao mà có câu số 9 xuất hiện. Là giống như là hai câu nó sẽ liên kết với nhau để kết thúc cái buổi Q&A ngày hôm nay. Đó là làm thế nào để duy trì một tình bạn tốt. Thì Linh trả lời trước luôn. Thì là Đậu trả lời trước ha. Ok, thì đối với Đậu thì để duy trì một tình bạn tốt, tất cả trong những cái mối quan hệ thì cái mà nhất luôn á, cái mà keyword thì là cảm thấy là sự tin tưởng. Thì trong mối quan hệ nếu mà mình chân thật với nhau thì mình không phải diễn với nhau thì nó mới thật sự là thân thiết và nó mới mở lòng hết được, mới gọi là bạn thân đúng không? Thì một mối quan hệ tốt thì nghĩ là sự tin tưởng quan trọng nhất. Vậy gì chúng ta thẳng thắn với nhau mọi người, thì đó nói chung là sự tin tưởng, sự chân thật, có cái gì cũng là mọi chia sẻ với nhau đúng đó. Rồi có cái gì bất mãn nhau hay là không vui ở nhau mình hay nói chung đi, nói chung đi. Thì mọi người nên nói thẳng với bạn mình. Đúng rồi. Nếu như người đó là một người tiếp thu những ý kiến của mình và thay đổi thì có nghĩa là người đó cũng trân trọng tình bạn này. Nhưng nếu người đó cảm thấy như mình đang phản bác người ta thì chứng tỏ là người ta không có tôn trọng mối quan hệ, người ta không có ý muốn khắc phục. Thì thôi mọi người nên xem xét lại tình bạn này nha. Tại trong mối quan hệ thì không phải là ai cũng hợp nhau 100%. Nói chung là không ai sinh ra mà hợp nhau hết đó. Thì bây giờ nếu mà mọi người thực sự mà muốn duy trì một mối quan hệ, Linh đang nói ở đây là kể cả bạn bè và cả tình cảm và cả gia đình. Tất cả mọi đúng là người sao có gia đình có khác. Nói chung là tất cả mọi thứ thì mọi người nên duy trì bằng cách là mình làm gì cũng vậy, mình nhìn lại bản thân mình trước và sau đó mình mới nhìn qua người ta, tức là đặt mình vào vị trí của người ta trước. Rồi mình xem coi bây giờ mình phải đổ lỗi cho người ta trước, mình phải đổ lỗi cho bản thân mình trước. Mình có đúng với người ta chưa, hay là mình đừng có cương quyết là cố chấp là ủa mình đúng mà mình đâu có sai đâu, vậy không được. Nói chung là mình phải biết nhìn lại mình và mình tập cái tính là chấp nhận thay đổi bản thân mình, cũng như là cho là mình luôn luôn muốn hoàn thiện bản thân mình, cho mình nhất cơ hội và cũng là cho người khác cơ hội và cho mối quan hệ đó cơ hội luôn. Là muốn có một tình bạn tốt đẹp thì có vẻ là theo hai nhà bác học, hai nhà khoa học tâm lý tình cảm này thì có vẻ là rất là khó để có một. Đúng rồi, tại vì thật sự không phải ai cũng vậy được, không phải ai cũng có thể thẳng thắn nói mọi thứ ra đâu, ai mà có thể mà chịu đựng bạn mình 5 năm như vậy đâu. Mới 5 năm mà sớm quá, sắp hết chơi rồi mọi người, xong này là hết chơi rồi mọi người. Ok, tắt máy một cái là nhỏ này bầm dập với mình rồi mọi người ơi. Ok, vậy là đã kết thúc
buổi Q&A with my BFF. Thì cảm ơn Linh đã dành chút thời gian để cô mang bạn Kim những ngày chủ nhật vừa qua. Thì nói chung là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Đúng rồi, một người mẹ. Như người mẹ. Thì ôm một cái cho tình cảm. Giờ lấy xạo rồi mọi người, thấy không? Thấy không xạo rồi. Ừ, cái này ông giải nói chung là bạn mà chưa tốt lắm có chuyện này xảy ra đâu mọi người. Thì ở ngoài thì sao vậy, lên hình thì mình phải tém tém lại chút. Thì đó, cảm ơn Linh nha. Và mọi người ơi, những cái chia sẻ vừa rồi của tụi mình cũng chỉ là những cái chia sẻ khách quan và ý kiến cá nhân của tụi mình thôi. Nếu các bạn thấy thích clip này thì hãy like, share, subscribe kênh của mình và chỉ nhớ là comment thật nhiều những cái ý kiến của các bạn để tụi mình có thể có những cái clip sau hay nhiều cái hơn về Q&A nhiều hơn. Hay hơn hơn. Đúng rồi. Bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ đi ngủ thôi, mình vẫn còn chưa tiêu được cái ly hồi nãy. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại nha. Yeah.